Theo kết luận điều tra, Nguyễn Thị Vân mở ngoặc đơn SN 1982 ở Tây Hồ, Hà Nội thuê cựu cán bộ công an Nguyễn Thị Vững mở ngoặc đơn SN 1978 gài ma túy, đẩy người tình của Vân là anh Nguyễn Văn Thiện mở ngoặc đơn SN 1975 vào tù. liên quan đến vụ cựu cán bộ công an giúp kiều nữ bỏ ma túy vào xe người tình. Thông tin mới nhất theo VNN, cựu cán bộ công an đã cùng kiều nữ Nguyễn Thị Vân cài ma túy vào ô tô, đẩy anh Nguyễn Văn Thiện vào tù. Tài liệu điều tra cho rằng, Vân là người chủ mưu khởi xướng việc bỏ ma túy vào ô tô để vu khống anh Thiện. vững có vai trò giúp sức tích cực cho Vân thực hiện hành vi phạm tội. Cả hai thỏa thuận về việc Vân phải trả cho vững một tỷ đồng để thực hiện kế hoạch ông Nguyễn Văn Thiện may mắn thoát khỏi âm mưu của bạn gái ảnh T.L. thực hiện kế hoạch độc ác này. 8 giờ 30 sáng 28 tháng 10 năm 2016, vững gọi điện cho Vân, bảo gọi cho một số điện thoại. theo lời vững sau cuộc gọi sẽ có người đưa cho vân ma túy để bỏ vào xe của anh thiện trưa hôm đó có người đàn ông gọi cho vân bảo em để đồ dưới gốc cây gần ô tô của chị có hòn đá đè lên ngay sau đó vân đi ra thấy một người đàn ông phóng xe máy rời đi Vân ra vị trí người đàn ông nói thì thấy một gói giấy, loại giấy vệ sinh, được bọc bằng băng dính, Vân bỏ gói này vào ô tô của Thiện. Vững còn nói với Vân rằng, chị ta sẽ cho người gọi điện anh Thiện, để dụ anh này ra khỏi nhà, mục đích là để lực lượng công an bắt giữ Thiện. Khoảng 14 giờ 30 ngày 28 tháng 10 năm 2016, anh tiện nhận được cuộc điện thoại từ số máy lạ, đầu dây bên kia xưng tên là Giang, hẹn gặp lúc 20 giờ 30 tại siêu thị VV Mart gần vòng xuyến đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm. đến 19 giờ ngày 28 tháng 10 năm 2016, vững gọi điện báo công an việc chiếc xe ô tô Hyundai Tucson màu trắng BKS 30A-805.01 có ma túy đang di chuyển từ Tây Hồ về Nam Từ Liêm. Sau đó, anh Thiệt bị tạm giữ cùng chiếc ô tô có gài ma túy để điều tra. anh Thiện bị tạm giữ nhưng được thả sau 6 ngày, do cơ quan điều tra không chứng minh được hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra cho rằng, đủ căn cứ kết luận Vân là người bỏ ma túy vào xe ô tô của anh Thiện nhưng chưa đủ căn cứ kết luận ai là người cung cấp ma túy, tại. Phiên tòa sơ thẩm do Tòa án Nhân dân quận Nam Từ Liêm xét, xử ngày 10 tháng 4 năm 2019, vững chỉ là người làm chứng trong vụ án ném ma túy vào ô tô người tình. Như dân Việt đã đưa tin, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố Nguyễn Thị Vân mở ngoặc đơn SGN 1982, Tây Hồ, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Vững mở ngoặc đơn SGN 1978, Tây Hồ, TP Hà Nội về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và vu khống quy định tại khoản 2, điều 249 và khoản 2 điều 156 Bộ luật hình sự. lúc sự việc xảy ra vững là thượng úy công tác tại Cục Cảnh sát phòng chống buôn lậu Bộ Công an. Trước đó, vụ án anh Nguyễn Văn Thiện 44 tuổi, ngụ quận Tây Hồ, Hà Nội bị bạn gái đẩy vào tù bằng cách thuê người với giá 1 tỷ đồng để cài ma túy vào xe, khiến nhiều người bàng hoàng. Thời điểm tối 28 tháng 10 năm 2016, khi lái xe đưa bạn gái là Nguyễn Thị Vân mở ngoặc đơn SN 1982, trú tại phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội đi gặp khách hàng và bị cảnh sát bắt sau khi tìm thấy trong xe có nhiều gói nhỏ là ma túy. Anh Nguyễn Văn Thiện không hề biết người chủ mưu đưa mình vào tù lại chính là người đầu ấp tay kề với mình. theo anh thiện hai ngày đầu bị tạm giữ anh bị khủng hoảng tâm lý những ánh mắt dò xét của những người được coi là tội phạm trong trại tạm giam khiến anh hoảng sợ không thể tập trung sâu chuỗi các tình tiết vụ việc song những ngày sau đó anh làm quen với một người là trưởng buồng nghe sự tình câu chuyện người này đã động viên tin anh vô tội Sau 8 ngày bị tạm giữ hình sự, anh Thiện được cơ quan công an cho đi xét nghiệm nước tiểu, kết quả âm tính với chất ma túy. Bọc ma túy được phát hiện trong cốp xe cũng không có dấu vân tay của anh Thiện. Bởi vậy, cơ quan công an không chứng minh được anh Thiện tàng trữ trái phép chất ma túy, nên trả tự do cho anh. Lúc đó, tôi quyết tâm thu thập chứng cứ để lôi những kẻ hãm hại mình ra ánh sáng. tôi nghĩ đó là kế hoạch được tổ chức bài bản bởi người có chức quyền chứ không chỉ một mình vân anh thiện kể ông thiện và bà vân tại phiên tòa trước đó theo anh thiện khi hai người ở cùng nhau đối tượng nguyễn thị vân và nguyễn thị vẫn còn bày cách cho vân gây mâu thuẫn với anh vân đập phá đồ đạc vu cho anh thiện phá đồ của cô ấy rồi tố cáo tôi ra cơ quan công an Nguyễn Thị Vân còn thuê xã hội đen xử lý anh Thiện để anh mất hành vi dân sự. Những việc này, anh Thiện đã ghi âm hết và đã nộp cho cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo anh Thiện, sau khi thu thập được toàn bộ chứng cứ chứng minh Nguyễn Thị Vân hãm hại mình vào ngày mùng 3 Tết năm 2017, anh Thiện nhắn tin cho Vân, anh đã biết tất cả âm mưu và những việc em làm, nếu em thành khẩn thú tội thì anh sẽ tha thứ. nếu không, anh chưa dám nói trước, chuyện gì sẽ xảy ra. Sau 3 tháng âm thầm thu thập chứng cứ, anh Thiện đã nộp đơn tố cáo ra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao. Anh cũng khuyên Vân tự thú. Sau đó, Nguyễn Thị Vân đã nộp đơn thú nhận tội và đơn tố cáo một số đối tượng khác ra cơ quan điều tra viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo tài liệu của cơ quan công tố, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 28 tháng 10 năm 2016, khi anh Nguyễn Văn Thiện mở ngoặc đơn SN 1975 ở quận Tây Hồ, Hà Nội đang điều khiển xe ô. Tô chở bạn gái là Nguyễn Thị Vân đến khu vực Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì bị cảnh sát cơ động ra hiệu lệnh dừng xe. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ ở trong cốc trước ghế phụ có không một gói giấy, bên trong đựng không bốn túi có chất bột màu trắng và không một túi chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Kết quả giám định, số chất bột màu trắng trên đều là ma túy loại heroin, tổng trọng lượng là 7,003 gam. Anh thiện bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, anh Thiện một mực kêu oan và cho rằng có người cố tình hãm hại mình. Sau 8 ngày tạm giữ, cơ quan điều tra đã phải trả tự do cho người đàn ông này vì không chứng minh được hành vi phạm tội. Trở về nhà, nghi có người hại mình nên anh Thiện đã âm thầm thu thập chứng cứ và phát hiện không ai khác chính là Vân. Vân có quá khứ bất hảo, từng bị tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 7 năm tù về tội mua bán phụ nữ, theo bản án số 172/SSST ngày 15 tháng 9 năm 2000 và đã được xóa án tích. Khi mới quen nhau, thông tin này anh Thiện không được biết mà bị vẻ ngoài xinh đẹp của Vân đánh lừa. đến khi chung sống với nhau quá khứ bất hảo của vân mới bại lộ khiến anh thiện rất ngỡ ngàng tuy nhiên lúc này hai người đã có tình cảm thực sự với nhau nên anh thiện vẫn quyết định bỏ qua để chung sống cùng vân bản kết luận điều tra chỉ ra rằng vững nguyên là cán bộ công an được đào tạo cơ bản đã từng công tác trong lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy biết rõ tính chất mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội nhưng vì lòng tham, chị ta giúp sức tích cực cho Vân bỏ ma túy vào ô tô của người tình, thống nhất ý chí và bàn cách cùng Vân thực hiện việc vu khống anh thiện. Theo cơ quan điều tra, dù chưa chứng minh được việc tổ cảnh sát cơ động cảnh sát cơ động bắt giữ xe ô tô của Thiện xuất phát từ thông tin do vững cung cấp, nhưng tài liệu điều. Cha thu thập được chứng minh được việc vững báo tin cho công an là để thực hiện thỏa thuận với Vân, không có mục đích báo tin tố giác tội phạm. Hành vi sai phạm đó của vững đồng phạm với Vân về tội tàng trữ thái phép chất ma túy và vu khống quy định tại Điều 249, Điều 156 Bộ Luật Hình sự gây dư luận xấu đến uy tín của lực lượng công an nhân dân cần phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Để nguồn gốc số ma túy do tổ cảnh sát cơ động thu giữ trên xe của anh Thiện vào tối 28 tháng 10 năm 2016, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chưa xác định được thân nhân lai lịch người đàn ông đã đưa ma túy cho Vân vào ngày 28 tháng 10 năm 2016. về người đàn ông tên giang đã gặp anh thiện và vân để hỏi về việc mua đất trước thời điểm thiện bị tổ cảnh sát cơ động kiểm tra xe ô tô và bắt giữ theo lời khai của vân người này do vựng sắp xếp để gọi đến cho anh thiện vờ hẹn gặp mua đất nhằm dụ anh này lên chiếc ô tô đã gài ma túy do thời hạn điều tra đã hết, cơ quan điều tra tách hành vi của người đưa ma túy cho Bân để điều tra xử lý sau, theo NP Dân Việt Les S.Y.